Ok và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế gì đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Stick của Legacy nha anh em. Và rồi thì chúng ta sẽ Let's build Atron. Đấy. Vấn đề ra đây ok. Rồi mình đang muốn gọi cho quân địch với quân mình thêm 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 mạnh anh em ạ. Đây, mình sẽ mốt quân địch. Mốt triệu hồi thì hợp lý hơn anh em ạ. Đấy, bên mình này. Bên bên mình triệu hồi này. Thế triệu hồi là gì đây? Khổng lồ. Khổng lồ chỉ huy vua. À được, anh em ơi mình sẽ chọn 100 thằng vua ha. Được. Nó đang hướng dẫn. Nó đang hướng dẫn anh em ạ, cái này đang hướng dẫn. Thì thôi kệ thôi. Hướng dẫn xong thì mình sẽ gọi ra 100 thằng vua nhá. Đấy. Cái gì đấy? Rồi ok. Tôi sẽ gọi ra 100 thằng vua xem là nó đông như thế nào. Thằng vua có đánh được không nhỉ anh em? Cái này thì mình cũng không không rõ lắm. Ra tôi cũng chưa giờ gọi ra 100 thằng vua bao giờ cả. Đấy. Cái này mốt hay phết anh em ạ, giúp chúng ta có thể chơi được thoải mái, thích thích có quân gì có quân đấy ha. Rồi anh em ơi. Đông chật kín nhà, có lag không ta? Chắc chắn là sẽ rất là lag anh em ạ. Mình đảm bảo anh em lag, không biết là máy có chịu được cái tắt cái game Pokemon đi nhá. Cho nó đỡ bị lag, đỡ bị đít ra ngoài ha. Cố gắng chắc là được. Tôi nghĩ tầm sẽ dần tầm khoảng 50 rồi đấy anh em ạ. 50 rồi. Lag lắm. Rồi anh em ơi, vua sẽ đối đầu với bên địch sẽ là cái gì? Bên địch sẽ là Magikin, Merrick, Miner, Minion, Spearten. Zombie đi anh em, được đấy nhờ. Mình sẽ triệu hồi zombie bên này ra nhé. Ơ trời ơi, ẩn rồi. Tôi đang triệu hồi mà. Zombie đâu? Zombie là cái xác sống ấy, đúng không? Bên địch này. Đấy, ok anh em ơi. Nó sẽ rất là đông ấy. Ui, anh em nhìn xem kìa. Quân số rất là khủng khiếp. Đấy. Game hay nhỉ, nó có thể mốt được rất là nhiều nhá. Vua và zombie anh em ạ. Ui, đội quân zombie đông thật sự luôn. Nó tấn công mình luôn không ta? Hay là sẽ đứng đây đợi? Nó sẽ tấn công luôn đấy anh em ạ. Chắc là mình sẽ tấn công đấy anh em ơi. Đông quá, giật. Đông quá thành ra giật anh em ạ. Thành ra lag. Ấy, ok anh em. Let's go. Ui. Nó đang đông quá nên nó vẫn phải về triệu gọi triệu hồi anh em ạ. Vua có đánh nhau không? Vua có anh em ơi. Vua vẫn đánh nhau nhá. Zombie có vẻ yếu hơn so với vua rất nhiều anh em ơi. Dù sao đúng con zombie của nó cũng rất là mạnh, rất là ghê. Cái này chơi chơi đông quá thành ra là sẽ rất là kinh. Ok. Ok luôn. Đấy. Enemy vẫn spawner à. Nó vẫn có cái dòng chữ khó hơi khó chịu nhờ. Nhưng mà giải quyết xong lũ zombie rồi anh em. Với ông vua chúng ta giải quyết xong lũ zombie rồi. Mạnh quá. Bán đảo hạt gạo này thì. Nhưng mình ghét cái dòng chữ ấy quá. Chắc thế nếu mình triệu hồi. Mình triệu hồi ít thôi anh em ạ. Chứ triệu hồi như này nó đông quá. Thành ra là quân nó chẳng thể chịu được à. Uầy. Vãi đạn. Có phá nhà không? Phá được anh em ơi, phá được nhá. Phá được mà, nhưng mà mình ghét cái dòng chữ này quá. Bây giờ làm nào để nó tắt được cái dòng chữ gì nhỉ? Không biết tắt dòng chữ kiểu gì, cho sẽ mở khóa cái gì, chế độ gì đây? Mở khóa cái vãi đạn, nó vẫn còn spawn này. Nó vẫn còn cái dòng chữ spawn đây này. Đấy, bây giờ mới hết đấy anh em. Rồi chúng ta tiếp tục là sang vương quốc khác, nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục gọi quân khác ra nha anh em. Lính giáo phá hủy tượng. Ok anh em, bên mình sẽ gọi con gì ra nhỉ? Zombie Kai Giant thử đây. Nó là con gì đấy? À, vẫn là cái con triệu hồi xác sống phải không nhỉ? Đúng chính xác vẫn là con zombie chờ xác sống mà.
Đấy, zombie Kai Giant, zombie Kai thường, zombie Stone Giant. Trời ơi. Ok, mình thích cái con này anh em ạ. Zombie Stone Giant. 3, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. Quá ít rồi. Gọi này thì bọn nó đỡ nào được. Bên địch cũng sẽ gọi zombie đối đầu với zombie à. Nó có cái gì không? Sword General. Triệu hồi nè. Sword General là con gì? Ôi dồi ôi, Sword General là con này thì ăn đòn. Spider Ghost đấy. Gôn Dũng sĩ giáp vàng anh em ạ. Chúng ta sẽ triệu hồi nhiều nhiều tí để cho nó giết giúp zombie đi à. Mấy con zombie của mình nó tự động đánh anh em ạ. Nó không ấy anh em ạ. Nó không dừng lại luôn ạ. Đấy, kẻ thù nó gọi quân tiếp viện đấy anh em. Mình ghét cái dòng chữ spawn này quá. Nó không hết luôn nhỉ. Ông con này nó ra cái là bọn nó chết rồi anh em ạ. Spearton à. Khổng lồ đá anh em ơi. Người khổng lồ đá. Ok. Bọn này nó không lùi, mà nó chỉ có công thôi anh em ạ. Cái bọn này nó chỉ có tấn công rồi. Không lùi bước luôn. Đáng sợ thế nhỉ. Nó cạp chết hết bọn lính đây rồi. Đáng sợ quá. Dã man con ngan thế. Rồi. Bọn này nó cạp chết hết bọn lính như kia thì đỡ nào được. Mình rất thích cái bọn đấy anh em ạ. Rất thích cái mấy con người đá đấy kiểu đấy ha. Kiếm sĩ phản công. Nhưng mà mình ghét cái dòng chữ đó triệu hồi đây à. Mốt khổng lồ. Mốt tượng. Mốt khổng lồ nữa. Khổng lồ hóa. Tốc độ di chuyển. Mới hài hòa khổng lồ không em? Chưa mua được, tí xem lính nhá, thành có thành khổng lồ không nhé. Cùng đợi xem nhé. Không rõ hay khổng lồ hay không nữa. Bé tí. Bé mà, có gì là to đâu. Khổng lồ hóa. Ở bên địch sẽ triệu hồi một ít Spear Archoid Spearton Minion. Bên địch sẽ chọn nhà vua đây anh em. Nó có tấn công luôn không nhỉ? Mình không rõ là bên địch có tấn công luôn hay không á. Quân địch đã sẵn sàng hết rồi anh em ạ. Và bên mình cũng cần phải gọi ra. Chưa công, chưa đến giờ anh em ạ. Chưa đến giờ tấn công. Đó. Quân địch sắp xếp thẳng hàng phết nhỉ. Mình triệu hồi ra Stone Giant ra. Rồi, mình sẽ triệu hồi ít thôi. Không cần triệu hồi nhiều đâu. Quân địch đã chuẩn bị để phản công rồi này. Đấy, bên mình bằng này con thôi. Xác sống của nó sẽ tự động. Xác sống tự động là tấn công anh em ạ. Chúng ta cũng không làm gì được ha. Đấy. Vừa vừa thôi. Đông quá cũng không nhìn được cái gì ở nhà anh em ạ. Rồi. Quân đội chiến binh rừng xanh đấy, kết hợp với vị vua sẽ chống lại lũ lúc nãy tại sao là nó không thủ nhỉ? Đấy, bây giờ tấn công thôi. Nhau. Quân đội chiến binh rừng xanh chết rồi. Chiến binh rừng xanh đối đầu với lính rừng xanh và các vị vua anh em ạ, các vị vua chết hết rồi. Bài luôn các bạn ơi. Nó dùng cái khiêng vỡ nó vả cho mỗi con một cái thì chết hết. Chạy đi đâu bạn ơi, nứt hết đất nhá. Trời, chuyện. Ngoài. Một con nữa. Rồi. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhá. Bye bye.